Chào mừng quý vị và các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục huấn luyện chim mìm bịp bắt rắn này. Đây, bịp đây. Bíp 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 bíp. Nạt đủ. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Bíp bíp bíp. Nó phát hiện ra nó chạy. Bíp bíp bíp. Ấy. Im. Có ý định là tha cái chuồng của nó để nó xử lý. Đấy. Khi mà nó phát hiện ra con rắn tấn công lại thì nó giương cái đôi cánh của nó lên để nó phòng thủ và chuẩn bị tấn công. Đấy. Được chủ huấn luyện thường xuyên như thế này sẽ bảo vệ chủ rất là mãnh liệt. À, sắp về đến chuồng rồi. Giời. Ăn phần đuôi rồi đấy. Biết xẻ thịt đấy chứ. Cái mỏ nó sắc lắm. Chân nó giữ xuống rồi. Đầu nó tấn công bằng đuôi cho đau và bây giờ tiến hành tấn công về phần đầu để cho con rắn không còn sức chịu đựng nữa. Lúc đấy bắt đầu nó mới xé ra ăn dần.
huấn luyện được một chú bìm bịp mà bắt được rắn như thế này cũng mất khá là nhiều công sức. Đấy, bắt đầu nó sẽ rỉa cái phần đầu để nó ăn. Khỏe nhá. Con bìm bịp nó tha con rắn còn hơn cả trọng lượng của nó. Thế thì chú bìm bịp cũng đã bắt đầu đánh chết được con rắn rồi. Thì video clip của mình cũng xin kết thúc ở đây. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo.